Tại xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương đoàn vừa phối hợp với tỉnh đoàn Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Trung thu cho em tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nam Mèo. Các em học sinh đã được giao lưu, thắp lửa trại, chơi trò chơi dân gian, xem những tiết mục cổ truyền của dân tộc và nhận được nhiều phần quà đầy ý nghĩa nhân dịp Trung thu. Ban tổ chức đã trao 200 xuất quà, 15 xe đạp, 3.000 quyền vở, 1.000 chiếc bánh Trung thu, 320 triệu đồng để xây dựng một nhà khăn quàng đỏ tại xã Nam Mèo. Trong những ngày này, hệ thống chính quyền cơ sở tại Thanh Hóa cũng phối hợp với các tổ chức nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình hoạt động để giúp hơn 400.000 đội viên thiếu niên nhi đồng đang học tập tại 27 huyện thị thành phố đón Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và thầy cô.